ở chỗ nào là ở chỗ nào. Yêu anh không là yêu anh không. Tào lao. Tự nhiên hai câu đầu đang rất nghe rất là đã, tự nhiên hỏi yêu anh không là yêu anh không, cái bà ấy không yêu anh là không yêu anh. Giờ nghe nói lại nè, khi mà anh hỏi yêu anh không là yêu anh không, mấy đứa phải nói là yêu anh luôn là yêu anh luôn, nhớ chưa? Làm lại thật lớn nè, tay em đâu là tay em đâu. Ở chỗ nào là ở chỗ nào. Yêu anh không là yêu anh không. Chơi. Nguyên nhân là do con tim anh không còn yêu lúc trước và giờ đây. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên à. Đứng lên à. Đứng lên à. Đứng lên à. Phía trước. Mấy sao giờ anh không tìm yêu một người khác nữa. Và hình bóng một nơi anh có nét gì như em, khiến cho anh suy tư và theo sẽ trong hối hận. Nước mắt anh rơi anh tin anh đã sai rồi. 1, 2, 1, 2, 3, shut. Tay em đâu là tay em đâu. Ở chỗ nào là ở chỗ nào. Yêu anh không là yêu anh không. Shut. Hey, 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 hey. Say, say. Cái nào tuyệt vời lắm. Lòng nhói đau khi nhìn thấy em đầy rơi, cũng chỉ vì ngàn lời nói chia tay của anh. Anh không biết giờ phải làm sao bây giờ đây, để coi lòng của em không còn đơn đau. Vì chính anh đã đánh mất đi em, những lời lòng ngày nào cũng do anh mà ra. Nhưng khi bên em trong anh giờ không còn cảm giác, thôi chia tay với nhau cho lòng đơn đau. Sẽ trong hối hận, nước mắt anh rơi anh bên tay đã sai rồi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Điều như lúc trước và giờ đây anh mong em hãy chấp nhận điều đó, giải thoát cho nhau đi em, đừng bận lòng thêm chi hỡi người, em hãy nhìn về đoạn đường phía trước. Anh sao dù anh có bước đi như một người khác nữa, và hình bóng một nửa anh có nét gì như em, khiến cho anh suy tư và cầu sẽ trong hối hận. Nước mắt anh rơi anh biết anh đã sai rồi. Yêu anh không là yêu anh không. Hey hey.
Đó là tất cả những gì đứa con đau, đang đau quá. Thật sự hôm nay bác sĩ không cho hát mà thật sự rất là thương nhớ ở cái đầu luôn. Mong rằng những tấm chân tình của Khang sẽ đổi lại một chút góc nhỏ trong tim của mọi người về một đứa con miền Tây hết lòng với khán giả, luôn gần gũi và hết lòng với khán giả. Rất tiếc phải nói lời chia tay. Trước khi chia tay, Cái Tàu ơi, dành tặng cho Lâm Tấn Khang chương trình cũng như là MC Quách Tấn An một tràng pháo tay lớn nhất trên đây đúng không ạ? Cảm ơn em yêu. Xin cảm ơn sự có mặt rất đặc biệt của